chúng ta đã sẵn sàng chuẩn bị ạ. 3, 2, 1, bên tôi Thanh Huyền khai trương Hồng Phát, xin mời. Nhà hàng Bê Thui Thanh Huyền xin cảm ơn tất cả các ông, các bà, các anh chị, chú bác gần xa đã có mặt tại nhà hàng ngày hôm nay. Và cũng nhân một dịp là nhà hàng Bê Thui Thanh Huyền hôm nay tổ chức một buổi khai trương và ký kết hợp đồng với lại bên hãng bia Hà Nội. Và cũng cho em xin phép một buổi là để gửi tới những lời tri ân đến khách hàng đã ủng hộ Bê Thui Thanh Huyền trong 5 năm vừa qua. Xin cảm ơn tất cả các ông, các bà, các cô dì, chú bác đã có mặt để tham dự buổi khai trương ngày hôm nay ạ. Và cũng xin một lời chân thành cảm ơn đến các cô, các dì, chú bác. Và sau đây xin mời mọi người cùng nâng ly để chúc mừng cho buổi khai trương của nhà hàng chúng cháu tốt đẹp ạ. Thay mặt nhà hàng, cho em xin gửi lời biết ơn chân thành nhất đến tất cả các ông, các bà, các cô dì, chú bác hiện tại có mặt ở đây. Chúc chúng ta có những bữa ăn thật ngon miệng ạ. Chào tất cả các anh chị em, tôi là Thanh Huyền, chủ hệ thống Bê Thui Thanh Huyền. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em chúng ta những món ăn ngon, những món ăn đặc sắc mang hương vị của nhà hàng Thanh Huyền. Ngoài Bê Thui, cầu mống Quảng Nam là một trong những đặc sản của Quảng Nam được chúng tôi chia sẻ và lan tỏa. Và ngày hôm nay thì trên thực đơn đây có thêm những cái món mà anh chị em chúng ta không thể thiếu được khi đến với nhà hàng Thanh Huyền. Và những mâm cỗ, mâm tiệc, chất sự kiện, cưới hỏi. Bên này đó là món tôm hấp sả, được đầu bếp chế biến rất là cầu kỳ và có một màu rất là đặc trưng luôn ạ. Bên tay tiếp theo của tôi đó là món ếch xào măng, có vị chua của măng và rất là ngon và bổ dưỡng. Tiếp theo đây đó là món này, chim câu nướng than hoa, đậm đà bản sắc luôn ạ. Tiếp theo là món gà chạy bộ. Đến với vùng Phú Thọ thì anh chị em chúng ta cũng sẽ thưởng thức món gà chạy bộ tại nhà hàng Thanh Huyền. Và ngoài ra thì món bê nướng tảng là một trong những món đặc trưng và
ăn đến đâu thì mềm và có một vị rất là ngon, rất là ngọt. Bên cạnh tôi đây đó là món mực xào hành cần, là một trong những món có đặc sản đủ ba miền. Và ngoài ra thì anh chị em chúng ta, đây là một cái món mà thật sự là đến tôi khi uống bia cũng cảm thấy rất là tuyệt vời, đó là món lòng sách xào cần hành. Đó là món quốc dân của tất cả anh chị em chúng ta khi chúng ta đã ngồi vào bàn nhậu, đúng không anh chị em? Sau khi chúng ta nhậu rồi thì anh chị em chúng ta có thể sử dụng ngay, đó là cơm rang. Cơm rang ở đây được đầu bếp chế biến theo phong cách riêng của nhà hàng Thanh Huyền, ăn rất giòn và vị rất là đặc trưng ạ. Nếu như anh chị em chúng ta chưa từng đến với nhà hàng Thanh Huyền thì anh chị em chúng ta hãy một lần ghé thăm nhà hàng Thanh Huyền để chúng ta thưởng thức và trải nghiệm những món ăn. Ngoài Bê Thu thì có thêm những món khác. Và cảm ơn tất cả các anh chị em ngày hôm nay đã lắng nghe những chia sẻ của Thanh Huyền ngày hôm nay. Và chúc cho hệ thống Bê Thu Thanh Huyền chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em.